Nó đã bị em chụp thuốc mê, bây giờ còn mê man. Bây giờ tính sao? Tụi bay nghĩ tính nó làm sao đây? Tướng con này đã quá. Hay là cho tụi em vui vẻ nó một chút đi. Rồi chuyện gì tính sao? Em cũng nghĩ vậy đó anh Thiên. Con nhỏ này tướng ngon quá. Đúng là nó rất đẹp. Ánh mắt nó bình thường nhìn rất sắc lạnh, nhưng bây giờ thì lại rất đẹp. Bóng ma, mày mang vali chứa tiền đến khu Miếu Quan. Nhớ là chỉ đi một mình. Nếu như sai lời, tính mạng của Ellie sẽ không bảo đảm đâu. Tạt nước cho nó tỉnh dậy đi. Dạ. Tỉnh rồi hả cưng? Đây là đâu vậy? Nhật Thiên. Đúng là anh đây. Cưng tỉnh rồi hả? Nhật Thiên, mày làm gì vậy? Cởi trói cho tao mau. Ngồi im, đừng có cửa quậy. Cứ nằm trong tay anh rồi, khôn hồn thì nằm yên đó. Nếu không á, không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Thằng chó, mày định làm gì vậy? Mày dám bắt cóc tao hả? Mày không sợ ông chủ hỏi tội mày sao? Cô hỏi nhiều quá, làm sao trả lời hết cho cô được. Thôi được rồi, tôi sẽ trả lời từ từ cho cô hiểu nè. Cô hỏi tôi có sợ ông chủ không? Sợ chứ, rất là sợ. Ông chủ mà, ai không sợ hết tụi bay. Nhưng mà xong vụ này á thì hết rồi. Vì sao bắt cóc cô hả? Vì tôi muốn gặp thằng bóng ma. Vậy lấy lại cái vali của nó. Cô hiểu chưa? Thằng chó, mày dám làm như vậy hả Nhật Thiên? Có gì mà không dám chứ. Bắt thằng bóng ma phải trả lại cái vali dùng cách này á là hợp lý nhất. Tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn đâu. Chuyện tao làm tao chịu, không liên quan tới người khác. Nhìn có vẻ cô lo lắng cho thằng bóng ma quá hả? Nếu tôi nhớ không lầm, cách đây mấy ngày cô còn muốn lấy mạng nó mà. Chuyện nào ra chuyện đó. Ngay cả bây giờ tôi vẫn muốn lấy mạng của nó, vì đó là lệnh của ông chủ. Tốt nhất mày nên thả tao ra. Nó cũng không đến nỗi ngu mà vì tao mang cái vali đến cho mày đâu. Tao sẽ coi như không có chuyện gì, và sẽ không báo cho ông chủ biết. Ellie à, có vẻ em tốt với anh quá chứ. Nhưng mà để coi thằng bóng ma có mang chiếc vali tới hay không. Nếu không á thì chúng ta sẽ tính cách khác. Ok. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó. Dù gì mình cũng là đồng nghiệp mà, cũng từng làm chung một bắn.
biết là có cái gì để uống không? Trước sau nó cũng về thôi. Đi. Đàn em của mày đó hả? Không phải. Đây toàn là những người bạn. Những người bạn cùng chung chí hướng. Sao? Có ý kiến gì về họ hả? Hay là trong lúc họ hành động không được nhẹ tay hả? Nhưng mà không sao. Nếu vậy á, anh nói tụi nó lần sau nhẹ nhàng với em hơn ha. Sao mày dám làm như vậy hả Nhật Thiên? Ông chủ mà biết chuyện sẽ không tha cho mày đâu. Đừng có đem ông chủ ra hù tao. Ổng là cái gì chứ? Chẳng qua ổng giàu có gì có thế lực vậy thôi. Sau đêm nay tao cũng sẽ giàu có giống như ổng. Hình như mày có vẻ căm thù ông chủ lắm. Không. Kẻ tao căm hận chính là thằng bóng ma. Và mày đó Yuli à, vì thằng bóng ma mà ông chủ mất tin tưởng ở tao, rồi sau đó mày nhảy vào lấy mất phần vị sát thủ của tao. Đẩy tao từ một thằng sát thủ đang được trọng dụng trở thành thằng lính chỉ đường. Mày có biết là tao căm hận mình như thế nào không hả? Tao căm hận tụi mày đến tận xương tủy. Và tao cũng căm hận luôn cả ông chủ. Ông ta đã vì mày mà bỏ rơi tao, coi thường tao. Nhưng mà mày hãy đợi đó, sau đêm nay tao sẽ trở nên giàu có. Tao sẽ làm tất cả để giành lấy quyền thế của ông ta. Mày cười cái gì chứ? Tao cười chỉ thấy mày ngây thơ quá. Mày lấy cái vali, mày cũng chẳng có mật mã để mở. Tao nói cho mày biết, chính mày mới ngây thơ đó. Tao đâu có ngu để không hiểu điều đó chứ. Cái mật mã đó ngoài ông chủ biết, còn có một kẻ khác biết nữa, đúng không? Tài Ly. Đúng, chính ông ta. Giờ này chắc hắn đang vui vẻ với mấy ả gái của hắn rồi. Nhưng làm sao mày có thể lấy được mật mã từ tay Tài Ly? Thì cũng làm giống như mày thôi, bắt cóc và truy hỏi. Với một kẻ như Tài Lì á, chỉ cần dí dao vô cổ, hắn sẽ khai tất cả. Số tiền trong cái vali đó sẽ thuộc cho tao hoàn toàn, và cả tờ giấy bí mật nữa. Có thể nó là cả một gia tài, đủ cho tao sống phè phỡn suốt cuộc đời này. Thì ra mày đã có ý định phản bội ông chủ từ lâu. Và kẻ theo dõi tao lúc đó cũng chính là mày. Đúng vậy. Bây giờ thì mày biết hết tất cả rồi đó.
Anh Thiên, nó tới rồi. Chuẩn bị tiếp khách. Dán mi nó lại. Dạ. Nguyễn. Chào mừng khách quý đến thăm. Tụi mày đối xử với cổ như vậy sao? Thả cô ấy ra. Một bóng ma nổi tiếng và lạnh lùng mà biết lo lắng cho một cô gái sao? Mà thậm chí là cô gái từng truy sát mình. Lạ quá đó. Mày muốn gì? Chú nói thẳng ra đi. Mày hiểu mà. Mày muốn lấy chiếc vali, tao với mày sẽ trao đổi. Mày sẽ có nó với điều kiện mày phải thả cô ấy ra. Đâu dễ dàng như vậy. Mày thả người trước đi, rồi vali sẽ thuộc về mày. Không, đưa vali tao kiểm tra trước, rồi tao sẽ thả người. Vali này nó có mã số, chắc là mày biết. Nhưng nó chỉ được giải 3 lần, nếu không nó sẽ nổ tung. Mày biết điều đó chứ? Tại sao? Tao đã mở nó 2 lần. Nếu như mày nhận nó, tao biết chắc mày sẽ kiểm tra. Còn nếu như mày mở sai, thì cả mày và nó sẽ tan thành tro bụi. Sao? Mày muốn thử không? Tại sao không? Đưa đây. Không được. Nếu như mày mở sai, thì tụi tao cũng phải chết chung với mày. Tao thì không quan tâm đến chiếc vali này. Tao muốn rời khỏi đây trước khi mày mở. Tao muốn coi nó là thật hay giả. Ok, để tao mở cho mày coi. Không cần. Mày đặt nó xuống, tao thả con Ellie ra. Ok, tao sẽ đặt nó xuống. Tụi mày mà làm càn, tao sẽ cho nó nổ tung. Lúc đó sẽ chết cả đám. Thả cô ấy ra. Rồi thôi. Sao lại không dám? Mày làm gì? Tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ. Mày mà làm càn, tao sẽ cho nó nổ tung đó. Kêu đàn em mày bỏ súng xuống. Anh Thiên, tụi mày bị đi. Đứng im. Thôi đi, có kéo mình gần rồi. Dạ. Rút đi. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ giờ này nó phải ở đây chứ. Thằng này không lẽ nó về khách sạn của nó? Dạ, chắc không đâu anh Tuấn. Nếu đúng nó đang làm phi vụ nào đó, chắc chắn nó không về khách sạn, vì cho nó không tiện. Chỉ sợ là không biết hồi nãy có đúng là nó phát hiện chúng ta không. Nếu không thì nó đâu cần phải chuyển nơi khác. Mẹ nó, đúng là thằng ăn hại. Kêu nó theo dõi thằng Thiên, cuối cùng thằng Thiên lại phát hiện. Để tao gọi nó coi sao. Dạ, alo. Alo,
nãy giờ mày làm gì đó? Dạ, em vẫn còn ở đây. Hồi nãy anh kêu em ở đây mà. Vậy nãy giờ mày có thấy thằng Thiên ở đó không? Dạ, em cũng không biết nữa. Nãy giờ em đang đứng đây, chưa dám vào trong đó, sợ nó phát hiện. Tóm lại mày cũng biết nó còn ở đó hay là không chứ gì, đúng không? Dạ. Vậy thì mày mau quay lại trong đó coi nó còn trong đó hay không. Dạ dạ dạ. Dừng xe lại đi. Dừng xe lại đi. Tôi nói dừng xe lại. Có chuyện gì vậy? Ellie. Ellie. Cô sao vậy? Tại sao anh lại dễ dàng giao đi chiếc vali cho hắn như vậy? Anh có biết rằng tôi đã rất khó khăn như thế nào để có thể lấy lại được chiếc vali đó hay không? Cô đã rất khó khăn để lấy lại chiếc vali, kể cả tính mạng của tôi. Đúng. Vậy thì tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi đã giao chiếc vali đó cho Nhật Thiên. Bởi vì tôi đã bảo vệ được tính mạng của mình, và tính mạng của tôi đã không còn nằm trong tầm ngắm của cô. Không đâu, anh đừng có ảo tưởng. Chiếc vali đó quan trọng đối với cô như vậy sao? Sao lại không? Nếu không thì tại sao tôi lại có thể liều cả tính mạng của mình để lấy lại chiếc vali đó? Nếu như có thể lấy lại được chiếc vali đó, tôi sẽ rời khỏi tổ chức và tìm lại người thân của mình. Nhưng anh đã giao nó cho Nhật Thiên thì chẳng khác nào anh đã khép tất cả cánh cửa tự do trước mặt tôi. Emily à, cô bình tĩnh lại đi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Anh nói đi. Mày, cái gì đó kìa. Bị, nhanh lên. Sao tụi nó lại muốn khử thằng Nhật Thiên chứ? Xem ra thằng Nhật Thiên này cũng có vẻ nhiều bí ẩn quá. Mẹ nó, không biết bọn nào dám chơi tụi mình nữa. Lên lầu bằng bó với Thương đi. Đi. Lấy đồ băng bó vết thương cho. Dạ. Anh cho em ít thuốc sát trùng và bông băng là được rồi. Để em làm cho. Không biết bọn vừa rồi là bọn nào dám tấn công tụi mình nữa. Tụi mày có đứa nào thấy mặt đó không? Dạ, tối quá tụi em không nhìn rõ. Nó phục kích sẵn trong nhà, chờ mình về là nhào lại tấn công.
Có lẽ mục đích của nó là nhắm vào anh. Cũng may làm đỡ cho anh một dao. Cũng hên anh móc súng ra bắn liền. Tụi nó sợ nên mới rút. Mà hình như tụi nó nghĩ là anh không có súng. Khi thấy anh bắn, tụi nó bỏ chạy cả đám. Tụi nó lợi dụng đêm khuya để xử tao. Với lại cứ nghĩ là tao về một mình nên không phòng bị trước. Ừ, dạ chắc vậy. Lúc đó em mà móc súng ra kịp, tụi nó chết với em. Bây giờ coi như xong hết rồi, mình tính sao đây anh? Bây giờ mày đưa nó lên trạm, khâu lên vết thương đi, rồi hai đứa về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục công việc, bắt sống tài liệu, lấy mật mã. Anh yên tâm, tụi em sẽ bắt sống tài liệu cho anh. Ừ. Hai đứa giúp anh, dạ. Anh sẽ không quên ơn hai đứa đâu. Sau này á, anh mà gây dựng cơ nghiệp được, hai đứa sẽ là hai cánh tay của anh. Ừ. Dạ. Được rồi, đi đi. Sắp tới anh em mình vô một vố đậm, tha hồ mà hưởng thụ. Mày đúng là thằng ham ăn nhậu. Có tiền mày không biết làm gì hết hả? Đầu tư vô làm ăn, tiền nó mới đẻ ra tiền chứ. Đồ ngu. Mà biết làm cái gì bây giờ? Thì cá độ đá banh, chơi số đề, có vậy cũng không biết. Ngủ đi mấy cưng. Vậy là bước đầu của mình đã thành công rồi. Cơ hội để vươn lên thành ông chủ của mình đã bắt đầu có thể thực hiện được rồi. Mình sẽ moi mật mã từ lão tài liệu. Với lão già này thì quá dễ để mình moi mật mã. Sau đó mình sẽ mở chiếc vali này ra, và 2 triệu đô la sẽ thuộc về mình. Và tờ giấy bí mật nữa, không biết có gì trong đó. Chắc có lẽ nó đáng giá cả một gia tài. Khi có nhiều tiền rồi, mình sẽ kéo bọn giang hồ về với mình, gây dựng thanh thế và lật đổ cái ông trùm hiện nay, và cả lão trùm David nữa. Nhật Thiên. Kế hoạch lật đổ nghe có vẻ hay quá ha. Nãy giờ tao đã nghe hết kế hoạch của mày. Hấp dẫn đó. Mina. Đúng ra khi hành động tao sẽ bịt mặt, nhưng mà vì chúng ta đã biết nhau rồi, bịt mặt thì cũng chẳng có ích lợi gì. Với lại đây là lần cuối cùng mày có vinh dự được nhìn thấy mặt tao. Mina, cô về Việt Nam hồi nào mà không thông báo cho tôi biết vậy? Biết để làm gì? Để đề phòng và lên những kế hoạch khác lật đổ ông chủ hả? Cô nói gì thật sự tôi không hiểu hết. Ai lật đổ ai chứ? Tôi không hiểu những gì cô đang nói hết. Mày còn dám nói láo trước mặt tao hả? Tao đã đứng bên ngoài và nghe được hết câu chuyện của mày. Vậy mày có cần tao kêu 2 thằng lính của mày dậy và nói chuyện với mày không? Mina, thật sự cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý định lật đổ ông chủ. Tôi luôn trung thành với ông chủ mà. Cô hiểu lầm tôi rồi.
Vậy sao? Chiếc vali đó có nghĩa là sao? Tôi vừa lấy được của thằng bóng ma, định gửi gì cho ông chủ đây? Gửi về cho ông chủ, chứ không phải mày muốn chiếm đoạt nó để dùng số tiền trong đó vươn lên lật đổ tất cả các ông trùm của băng nhóm hiện nay sao? Tôi Bina, cô bây giờ thì mày hết đường chối cãi rồi hả? Thôi được, tao sẽ tạo cho mày một con đường sống. Mày phải khai hết những gì mày đã nói và biết, tao sẽ tha cho mày. Được, cô hỏi đi. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết. Tôi không giấu bất cứ điều gì đâu. Được, thành khẩn như vậy thì tốt. Tao chỉ muốn mày nói về những gì mà mày đã bán đứng ông chủ, thằng Tài Lì và thằng Bóng Ma. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Nhưng mà chỉ mong cô... Ok, nhưng phải nói thật. Bất cứ điều gì mà tao cảm thấy không đúng sự thật thì khẩu súng này sẽ nhả đạn ra đó. Mà tài bắn súng của tao thế nào thì chắc là mày cũng biết rồi. Anh nói sao? Chiếc vali đó là giả hả? Giả sử. Có hay không, tôi không thích giả sử. Đối với cô là chỉ có yes hay no thôi sao? Thôi được rồi, bây giờ tạm thời bỏ chuyện chiếc vali qua một bên. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Chuyện gì anh cứ hỏi đi. Ông David ở bên Mỹ là người như thế nào mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy? Anh đang khai thác tôi đó hả? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi như vậy. Anh hỏi cô khác đi. Ok, hiện tại bây giờ ngoài cô và Nhật Thiên ra, ông ấy còn bao nhiêu đàn em và mối quan hệ làm ăn ở Việt Nam như thế nào? Tôi tưởng anh hỏi tôi những điều thuộc về cá nhân, không ngờ anh luôn hỏi về ông ta. Chắc là anh muốn biết đầy đủ các thông tin về ông ta để dễ dàng hành động chứ gì. Tôi nói vậy đúng ý anh rồi chứ? Tôi hỏi chỉ cho biết thôi, chứ không liên quan gì đến mọi hành động của tôi sau này. Bởi vì tôi muốn biết ông ta là người như thế nào mà khiến cho cô phải phục tùng đến như vậy. Một người mà có thể điều khiển những kẻ sát thủ máu lạnh và giỏi tay nghề ở bên cạnh mình thì người đó đáng phải quan tâm, có đúng không? À thôi, nếu như cô không muốn trả lời thì thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi sẽ hỏi câu hỏi khác. Cô biết mật mã chiếc vali này chứ? Không, chỉ có ông chủ với Tài Lì biết thôi. Còn ai khác nữa không? Có lẽ là không. Thôi được rồi, tôi hỏi cô câu cuối. Như cô đã từng nói, nếu như cô có được chiếc vali này, cô sẽ rời khỏi tổ chức và tìm người thân của mình. Điều đó là như thế nào? Chăm sóc cho em. Ellie, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng. Đó là thỏa thuận giữa tôi và ông chủ. Tuy là không hoàn toàn như vậy, nhưng tôi sẽ tìm cách để làm được điều đó. Cô chỉ cần lấy lại chiếc vali thôi đúng không? Không, ngoài chiếc vali còn
có mạng của anh nữa. Tất cả là như vậy đó. Tất cả là sự thật sao? Còn Ellie và thằng bóng ma? Đúng vậy, tất cả là sự thật. Tôi đã khai hết tất cả những gì tôi biết cho cô nghe rồi. Tôi không giấu cô điều gì hết. Vậy là ngoài mày ra, con Ellie cũng đã từng phản bội ông chủ. Tụi mày đúng là nuôi ông tay áo. Mina, sao cô nói sẽ tha cho tôi mà? Sau khi tôi nói sự thật cho cô biết, cô định nuốt lời sao? Tao không nuốt lời. Chỉ có thằng ngu như mày mới tin vào những gì mà sát thủ chuyên nghiệp hứa. Ủa, tụi mày tỉnh rồi hả? Với một sát thủ như tao mà mày làm như vậy thì chết là đáng. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày. Nhờ mày mà ông chủ mới lấy lại được chiếc vali này. Em là người hiểu anh nhất mà. Vì vậy anh mới tin tưởng để giao cho em nhiệm vụ kế tiếp chứ. Không ngờ mình lại hoàn thành sớm vụ này như vậy. Ông chủ chắc là vui lắm đây. Mẹ nó, mày chết là đáng lắm. Có nhiều đó mà cũng để thằng bóng ma nó lừa. Ra là như vậy. Nghĩa là nếu như tôi giao chiếc vali đó cho cô thì mạng sống của tôi không được bảo đảm. Vậy thì tôi đã hoàn toàn đúng đắn khi giao chiếc vali đó cho Nhật Thiên. Ít ra thì tôi cũng bảo toàn được tánh mạng của mình. Không hẳn. Hoặc là ông chủ sẽ giao cho tôi nhiệm vụ khác. Còn không, anh vẫn sẽ là con mồi mà tôi cần phải trừ khử. Với ông chủ, chiếc vali thì rất quan trọng, nhưng tính mạng của anh thì cũng quan trọng không kém lắm đâu. Cũng đúng thôi.
Bởi vì tôi đã phá rất nhiều vụ lầm ăn của lão ấy mà. Do đó, giữa chúng ta không nên có sự thân mật như vậy. Tôi cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi. Chúng ta chắc sẽ còn gặp nhau. Leo Ly, hãy quay trở về đi em đi. Cô đừng chọn con đường này nữa. Tại sao cô cứ dấn thân vào công việc chỉ đem lại cho người khác sự đau khổ? Mặc dù tôi tiếp xúc với cô chưa nhiều, nhưng tôi biết bản chất của cô là người tốt, bé hiền. Và cả tôi nữa, sẽ rất là đau lòng khi cô tiếp tục con đường này. Anh không định nói cho bé Hiền biết sự thật về con người tôi đó chứ? Tất nhiên là không. Nhưng mà có một ngày nào đó, bé Hiền vô tình biết được sự thật, con bé sẽ đau lòng lắm. Hãy nghe lời tôi, quay trở về đi. Giết gì tới ba người gan dữ vậy? Sao mà ác như vậy ta? Tay bóng ma này cũng ác ghê ha. Trời, dạ cảm ơn chú. Tầm bậy à, anh bóng ma không có ác như vậy đâu. Toàn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thằng nào nói xấu anh như vậy chứ? Ừ đúng rồi đó, tôi cũng nghe nói á, ông bóng ma này hiền lắm, đâu có đời nào giết ai đâu. Hôm bữa ông còn bí mật cho tiền một số người nghèo nữa mà. Ừ, tôi cũng nghe vậy. Ừ, tuy là ông không có đưa tận tay, nhưng mà tôi nghe ổng giúp nhiều người lắm á. Chắc ổng không có giết người đâu. Thôi đi, bàn tán làm cái gì? Muốn biết hay không á, mua tờ báo là biết liền. Ê, dạ. Bán tờ báo mày. Dạ, có liền. Dạ, 5.000 tờ, cô chú mua mấy tờ? Trời, mua một tờ thôi. Mày tưởng nó chơi vé số là sao mua mấy tờ mày? Dạ, tại vì tờ báo này tính ổng hỏi như cắn chỏi mà. Con thấy hả, nhiều người mua tới 2-3 tờ lận á. Cái gì? Nóng hổi như cán chổi, văn chương gì kỳ vậy mày? Dạ, tại chiều nay nếu như á mà không bán hết thì cán chổi vô đích, nóng hổi à. Thôi, để chị ủng hộ tờ nha, để chiều nay cán chổi khỏi vô đích. Dạ, cảm ơn cô. Tiền nè. Cảm ơn chú. Mà nè, nào giờ á, con có nghe mà bóng ma mà đi giết người, chỉ có nghe bóng ma mà đi cướp tiền của những bọn xấu á. Con đâu có biết gì đâu. Tự tờ báo ghi gì sao, con nói gì thôi. Con chào cô chú con đi. Báo đây, báo mở đây, báo đây. Thôi muốn biết gì á, mở ra coi biết chứ gì. Sáng giờ quan sát còn có thấy gì lạ không? Dạ không có gì lạ thưa thủ trưởng. Cả ba cái xác đều bị bắn từ cự ly gần cùng một loại súng. Đạn bắn là loại gì? Dạ loại KM54.
Alo. Alo, anh Vinh hả? Anh có nhà không? Anh đang ở nhà đây. Dạ, để em chút em qua liền nha. Ok. Anh vô đi em. Uống cà phê không? Để anh gọi ha. Dạ thôi anh. Em thấy nói chuyện qua điện thoại không tiện nên em qua đây. Em cũng đoán là anh đang ở nhà nên chạy thẳng tới luôn. Chuyện này là như thế nào vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Sáng nay báo nào cũng đưa tin như vậy. Cũng may là không ai biết. Nếu không thì... Đây là căn nhà của Nhật Thiên đúng không? Dạ, nhưng mà không phải là anh ta đứng tên. Con đã hỏi tên chủ nhà, nhưng họ nói là nhà của Nhật Thiên thuê. Theo như những gì nhân chứng cung cấp, trước đó họ có nghe nhiều tiếng va chạm, giống như là một trận đánh lộn. Một vụ thanh toán nhau sao? Khám nghiệm tử thi có cho kết quả như vậy không? Dạ, cũng có, nhưng không hoàn toàn như vậy. Trong ba xác chết, có một xác chết bị thương ở tay, giống như là vừa đánh nhau xong. Nhưng mà hai xác chết còn lại thì không. Xung quanh căn nhà đó đã có nhiều chứng tích, chứng tỏ là có một vụ thanh toán lẫn nhau trước đó. Nghĩa là theo con thấy có mâu thuẫn trong những cái chết này. Dạ, đúng vậy. Cả những gì hung thủ để lại có vẻ như không hợp lý lắm. Bóng ma. Dạ đúng vậy. Tên bóng ma chỉ nổi tiếng là cướp của bọn giang hồ và chỉ bắn trả khi bị truy đuổi, chứ không có nghe hắn giết người bao giờ. Nên cái tên bóng ma có lẽ là gấp lửa bỏ tay người. Nhưng cũng có thể trong lúc bị truy đuổi gắt gao, hắn đã bắn trả lại. Và con cũng đang nghĩ tới trường hợp đó. Nhưng mà có một chi tiết đáng để chúng ta phải lưu ý. Loại đạn bắn ba người này không trùng với loại đạn mà tên bóng ma đã sử dụng. Anh không đoán được là ai đứng sau vụ này hả? Không. Không biết là Nhật Thiên có gây thù với băng nhóm nào không mà xảy ra đến nông nỗi như vậy. Mà tụi này tàn nhẫn quá. À, anh Vinh à, sau khi cứu Ellie xong là anh với cô ấy về luôn đúng không? Có khi nào Ellie đã quay lại và... Không. Anh tin cô ta. Ly không phải là người như vậy. Cô ta tên thật là Ellie. Chính tên Nhật Thiên nó gọi cô ta là như vậy mà. Cô ta không phải tên Ly. Em đoán như vậy. Và cũng có thể cô ta còn giấu chúng ta rất là nhiều điều. Anh bình tĩnh mà suy xét nha. Anh tin cô ta. Cô ta không phải là người máu lạnh như vậy. Tại sao lại không anh? Nhật Thiên đã bắt cô ta. Nhật Thiên cũng đã biết cô ta có mối quan hệ với anh. Cũng có thể chính vì vậy mà cô ta đã ra tay với Nhật Thiên. Bản thân cô ta cũng là một sát thủ mà. Không. Anh tin cô ta hữu à? Có thể ánh mắt của cô ta rất lạnh. Có thể cô ta là một sát thủ chuyên nghiệp. Và cũng có thể Nhật Thiên biết tất cả mọi chuyện. Nhưng điều quan trọng, cô ta không phải là hung thủ. Nếu một người có thể liều mạng để cứu một đứa bé mà không liên quan gì đến mình, thì bản chất người đó không phải là người xấu. Anh nói đúng, em cũng tin như vậy. Ngay lần đầu tiếp xúc với cô ấy, em cũng cảm nhận được phần nào. Nhưng tất cả đều em nói ra lúc này đều là giả thuyết. Mà giả thuyết thì cũng cần phải tham khảo nghiêm túc đó anh. Cảm ơn em. Em yên tâm đi.
Khi anh làm việc, anh không để tình cảm chi phối đâu. Em nghĩ anh có thể đoán được vài kẻ đã làm đến chuyện này. Ừ, anh cũng đoán được vài kẻ, nhưng không có cơ sở. Mối quan hệ thân thiết với Nhật Thiên, ngoài Tài Lì ra, anh còn biết có người bên Mỹ nữa. Nếu Nhật Thiên chết, theo anh, ai là người có lợi nhất? Em đọc báo thấy trước nhà hắn có tiếng động, giống như là một vụ đánh nhau. Có khi nào bọn đó là hung thủ không anh? Alo, em nghe đây ông chủ. Sao? Đêm qua cô ngủ có ngon không? Dạ, vừa ngon mà vừa không ngon. Nếu như cái vali đó không phải là giả thì tốt biết mấy. Bước đầu như vậy là tốt rồi. Cô quả không làm cho tôi thất vọng. Cảm ơn ông chủ đã quá khen. Đó là nhiệm vụ của em mà. Nhiệm vụ nào tôi giao cho cô, cô cũng làm tốt. Cô là một người rất đáng tin cậy. Bây giờ cô chuẩn bị để nhận nhiệm vụ mới. Ok, em nghe đây. Ông chủ cứ nói. Khử con nhỏ Ellie và thằng bóng ma ngay lập tức. Khử con nhỏ Ellie và thằng bóng ma. Ok, em hiểu rồi. Nhưng có vội quá không ông chủ? Dù gì thì Ellie cũng từng là người của chúng ta. Đó chỉ là trước đây. Bây giờ nó đã giống thằng Nhật Thiên, dám phản bội lại tổ chức của chúng ta. Cô hãy khử nó ngay. Không lẽ là... Con Ellie thì khử được, vì nó không còn giá trị sử dụng. Còn thằng bóng ma thì phải bắt sống. Mình mới lấy lại được cái vali chứ, rồi sau đó mới khử nó, có đúng không ông chủ? Alo, alo, ông chủ vẫn nghe em nói chứ? À, cô nói đúng, bóng ma phải bắt sống nó để lấy lại chiếc vali. Dạ, em sẽ thực hiện ngay. À mà em có điều này muốn góp ý với ông chủ. Đừng có giận quá mà mất khôn đó. Cô đừng có như vậy. Không phải tôi đang ghen tức với tên bóng ma. Chẳng qua vì thấy hai đứa nó còn sống nên tôi không an tâm. Vậy sao? Em cũng tin là như vậy nên mới nhắc ông chủ. Đừng có giận quá mà mất khôn. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Còn Tài Lì thì sao ông chủ? Tạm thời cứ để yên cho nó. Chắc là hắn chưa biết chuyện chúng ta, biết chuyện nó và Nhật Thiên. Như vậy á thì nó chưa đề phòng chúng ta. Nhưng sau cái chết của thằng Nhật Thiên, có thể nó cũng nghi ngờ chúng ta. Vì vậy mới cần đến bàn tay của cô. Làm thế nào để hắn không nghi ngờ chúng ta là được? Ok, em hiểu, em sẽ làm ngay. Thank you.
Eo Ly. Có thể đúng là bóng ma không phải là sát thủ đã ra tay, nhưng mà tin chắc là hắn có liên quan đến vụ án này. Chiếc vali bên xác Nhật Thiên có lẽ là chiếc vali giả dùng để đánh lừa Nhật Thiên. Con cũng tin vậy. Bây giờ mọi đầu mối đều tập trung vào tên bóng ma. Bắt được hắn thì mọi chuyện sẽ rõ. Có thể vậy. Bóng ma là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, cần phải được tập trung đặc biệt. Dạ. Yeah. À, Trung Dũng có cung cấp gì mới không? Con cũng chưa có tin gì về Trung Dũng. Chắc có lẽ là Trung Dũng vừa biết tin sáng nay thôi. Để con liên lạc với Trung Dũng thử coi sao. Có thể Trung Dũng sẽ cung cấp những tin quý. Nhật Thiên và Tài Lì cũng có mối quan hệ. Còn riêng về tên bóng ma, con phải hết sức cẩn thận. Có thể mọi suy đoán của chúng ta là chưa đúng. Bóng ma đã thay đổi. Dạ. Dạ, chào thủ trưởng. À. Chào anh Lâm. Báo cáo thủ trưởng, bên khám nghiệm hiện trường vừa có một phát hiện mới và đã cho kiểm tra. Ở nhà Nhật Thiên, ngoài những vết máu của các nạn nhân thì có thêm vết máu của kẻ khác. Có lẽ là vết máu của hung thủ. Dạ, cũng chưa rõ, nhưng đã xác định được nghi can và mời anh ta đến để lấy lời khai. Và viên đạn mà dính vết máu đó không cùng loại với viên đạn đã bắn các nạn nhân. Nó từ khẩu súng của Nhật Thiên bắn ra. Tốt lắm. Đây là những thông tin rất quý báu. Con và Thúy Hằng qua bên đó hỗ trợ cho các đồng chí để lấy lời khai của kẻ tình nghi. Dạ, thủ trưởng. Dạ. Có điện thoại nè. Eo Ly gọi. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Cô gọi cho tôi có phải vì chuyện của Nhật Thiên không? Đúng vậy. Vậy thì cô có nghĩ là tôi đã làm như vậy không? Tôi chưa biết. Nhưng hiện trường để lại tên của anh. Với lại... Cô nghĩ là tôi sẽ quay lại để lấy chiếc vali giả đó và khử Nhật Thiên. Tôi đâu dại dột làm như vậy. Vậy anh đoán ai là người đã gây ra vụ này? Anh hãy khai thật đi. Tối hôm qua anh đã làm gì? Ở đâu? Và tại sao bị thương? Dạ, thì em đã khai với anh rồi. Tối qua em đi chơi với bạn gái rồi té xe. Vết thương này là bị té xe sao? Dạ. Anh nghĩ là chúng tôi không biết gì hả? Trước khi Nhật Thiên chết, ở đó đã xảy ra một cuộc đụng độ. Nhật Thiên đã bắn một viên đạn vào đối thủ. Vết thương mà đạn bắn và vết thương bị té xe, anh nghĩ là giống nhau sao? Anh có cần tôi đưa đi giám định không? Nói, ai đã đứng đằng sau vụ này? Tôi thì không biết, nhưng suy cho cùng, người đó không phải là tôi hay là cô là tốt rồi. Vậy là anh đang nghi ngờ tôi gây ra vụ này, có phải không? Không. Nhưng tôi thật sự là vui khi cô hỏi tôi về chuyện này. Tôi cũng vậy. Ý tôi là Tôi không nghĩ anh là kẻ máu lạnh như vậy. Nhưng tại vì anh đã từng đụng nhiều băng nhóm ở Việt Nam, tôi nghĩ chứ anh phải đoán được ai làm chuyện này chứ. Đoán thì có đoán, nhưng tôi nghĩ chắc là không phải. Cô có nghĩ đây là người của cô làm không? Bởi vì Nhật Thiên đã phản bội ông chủ cô mà. Người của tôi sao? Không, tôi nghĩ chắc là không phải đâu. Nhật Thiên vẫn đang làm cho ông chủ mà.
Chuyện hắn phản bội ông chủ thì cũng chỉ mới buổi tối hôm qua thôi. Làm sao ông chủ có thể biết sớm như trừ khử hắn được? Nhưng mà có một chi tiết khiến tôi nghĩ đó là người của cô làm đó. Chi tiết gì? Đó là chiếc vali giả đã được mở và nằm bên cạnh xác của Nhật Thiên. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi hiểu. Nghĩa là theo ý của anh, kẻ đó đã cố tình mở chiếc vali vì hắn tin rằng đó là chiếc vali thật. Nghĩa là hắn cũng biết mật mã. Đúng vậy. Thật ra thì chiếc vali đó là giả. Tôi đã làm rất tinh xảo, bất cứ mã số nào cũng mở được. Tôi làm chiếc vali đó để trường hợp khi cần thiết phải sử dụng nó. Vậy thì kẻ dám mở chiếc vali đó chỉ có thể là ông chủ hoặc là Tài Ly. Ông chủ thì đang ở Mỹ. Có khi nào là Tài Ly không? Cũng có thể. Có thể là Tài Ly đã biết được rằng Nhật Thiên sẽ lật đổ hắn ta, cho nên hắn ra tay trước. Không ngờ thằng Bóng Ma dám làm như vậy. Mẹ nó, nó muốn gây chiến với tao đây nè. Anh Tài, em thấy là nó chỉ muốn gây chiến với băng của David thôi. Nhật Thiên đâu phải băng của mình đâu. Mày suy nghĩ ngây thơ quá vậy Quang. Nhật Thiên là cánh tay phải của David. Ở Việt Nam, nó thay mặt David giao dịch với chúng ta. Nó chết khác nào gây khó cho băng mình. Thằng Bóng Ma khốn kiếp, nó muốn khử từng đứa để sau này dễ hành động đấy mà. Vừa rồi thằng Hải Sơn bị chém, tao nghĩ là nó gây ra. Bây giờ tới phiên thằng Nhật Thiên, chẳng khác nào nó chặt đứt cánh tay phải của tao và David. Vậy theo anh, Tài Ly đứng đằng sau vụ này à? Cũng không chắc lắm. Đó chỉ là suy đoán thôi. Bây giờ tôi qua chỗ anh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn. Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm. Ok. Nhưng mà em có chút thắc mắc. Từ trước tới giờ em chỉ nghe Bóng Ma đi cướp, chưa bao giờ em nghe nó giết người. Trong vụ này có khi nào là người khác chơi nó không? Hồi đó có thể thì nó như vậy, nhưng bây giờ nó đã thay đổi rồi. Chắc thằng Nhật Thiên phát hiện ra nó và bị nó khử. Thằng Bóng Ma dám khiêu chiến với tao và David. Kể từ bây giờ, nếu gặp thằng Bóng Ma, tụi bay xử nó cho tao. Vậy chiếc vali thì tính sao anh Tài? Về việc cái vali đó thì tính sao? Giờ xử thằng Bóng Ma là việc đầu tiên phải làm. Lát nữa mày cho người vào bệnh viện, kêu thằng Sơn về đây và truy lùng thằng Bóng Ma. Nếu cần, mướn một con y tá về lo cho nó. Dạ, em biết rồi. Anh thật không ngờ lại là hắn. Ý anh là Ba Thăng phải không anh? Anh không ngờ tên này lại thâm vọng như vậy. Anh đã từng xâm nhập vào băng nhóm của hắn để nắm tình hình. Anh cứ nghĩ rằng hắn chỉ đang an phận với các sòng bài của hắn chứ. Kẻ nào mà chẳng vậy hả anh? Thế lực của hắn đang mạnh, hắn muốn bành trướng cũng là chuyện bình thường thôi. Chắc hắn muốn khử Nhật Thiên để chặt đứt cánh tay phải của tên trùm bên Mỹ trước. Nhưng... nhưng sao em? Anh nghĩ như thế nào về lời khai của đàn em Ba Thăng? Anh nghĩ là hắn đã khai thật. Tụi nó kéo đến theo lệnh của Ba Thăng, chủ yếu đánh dần mặt Nhật Thiên, nhưng mà chống trả nên phải bỏ chạy. Nó phù hợp với hiện trường. Vậy thì ngay lúc đó cũng có một kẻ khác muốn khử Nhật Thiên, núp sẵn ở đâu đó để băng kia đi rồi mới ra tay. Cũng có thể vậy. Ba Thăng chỉ vô tình liên quan thôi. Nhưng anh cũng sẽ chú ý tới tên Ba Thăng này. Anh có nghĩ kẻ ra tay cũng chính là đồng bọn của hắn, cô gái sát thủ?
nhưng mà hiện trường vụ án không có nhiều sự gia chạm, chỉ có vài sự gia chạm ngoài khuôn viên. Theo lời khai của tên hồi nãy rất là khớp. Ừ, cũng có thể lắm. À, bây giờ anh có việc phải đi trước, hẹn gặp lại em sau nghe. Có thông tin gì mới nhớ alo cho anh biết liền. Dạ. Dạ, xin lỗi chị, dạ. Nè anh kia. Dạ, dạ chị cần gì? Tại sao cứ đứng thập thò trước cửa phòng tôi vậy? Dạ, tôi đang dọn dẹp hành lang. À, tôi đâu có thập thò trước phòng của chị đâu. Giữa anh và Nhật Thiên. Tôi đâu biết gì hết á. Dạ, tôi với anh Thiên là chỉ biết nhau làm việc ở đây thôi. Còn cái chuyện anh Thiên làm cái gì ở ngoài đường á thì tôi không hề biết. Dạ, chào chị. Tôi nghe đây ông chủ. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trong khách sạn. Chắc ông chủ đã biết chuyện của Nhật Thiên rồi chứ? Tôi gọi cho cô cũng để hỏi về chuyện đó đây. Thằng bóng ma đã gây ra đúng không? Tôi cũng không rõ, tôi vừa đọc báo sáng nay. Chắc chắn là thằng bóng ma đã gây ra. Nó đã khử Nhật Thiên, còn để lại danh tánh nữa. Anh Lâm, đây là hồ sơ của chiếc mô tô mà anh đang còn tìm. Xe này là do một người đàn ông đăng ký. Bản số xe ở quận Bình Thạnh. Người đăng ký là Nguyễn Văn Hùng. Trong giới chơi xe phân khối lớn thường hay có hội. Nếu anh hỏi người đứng tên đăng ký mà không phải thì anh có thể hỏi hội mô tô đó. Họ có thể cung cấp cho anh nhiều thông tin có ích. Ừ, cảm ơn em. Để anh tìm hỏi thử xem. Anh có quen vài người chơi xe phân khối lớn? Dạ. Anh xem giùm cái hồ sơ này. Anh đi trước nghe. Dạ, dạ, chào anh. Tạm thời á, cô không nên ra ngoài. Có thể cô là mục tiêu tiếp theo của nó. Ngược lại chứ ông chủ, bóng ma là mục tiêu của tôi mà. Nếu đúng là hắn đã khử Nhật Thiên thì chính tôi sẽ khử hắn ngay. Cô biết hắn ở đâu mà tới khử? Không, nhưng tôi sẽ tìm ra hắn và truy ra ai đã khử Nhật Thiên. Khử Nhật Thiên chỉ có bóng ma thôi. Chị đã nhiều lần đụng độ với Nhật Thiên. Hiện giờ ở Việt Nam, tình hình tổ chức của chúng ta đang bất ổn. Tốt nhất là cô ở trong khách sạn, tuyệt đối không ra ngoài. Có gì á, tôi sẽ cho người truy tìm tung tích của tên bóng ma rồi báo cho cô biết. Tại sao ông không để tôi trực tiếp truy bắt tên bóng ma? Đơn giản, vì cô không biết hắn ở đâu thì làm sao mà bắt. Tốt nhất là cô ở trong khách sạn chờ lệnh của tôi, nhớ chưa? Ok. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Ờ, anh cho tôi hỏi thăm, anh có phải là anh Thịnh chuyên mua bán xe không? Dạ, đúng rồi, có gì không anh? Anh cho tôi hỏi, anh có biết chiếc xe này không? Dạ, biết rồi. Chiếc xe này á, tôi bán cho ông Thành ở bên Bình Thạnh.
Nhưng mà hình như ông ta mua chiếc này cũng hơn 5 năm rồi. À, cái này tôi cũng đã hỏi và ông Thành đã nói rõ. Nhưng mà ông Thành nói đã bán cho người khác cách đây cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mà không nhớ bán cho ai vì người ta không chịu sang tên. À, anh có biết là người đang sử dụng xe này không? À, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà hồi đó tôi thấy ông chạy, nhưng sau này ai chạy thì tôi lại không biết. Tôi nghe ông Thành nói là chiếc xe đó nếu mà có bảo trì á thì cũng đem tới tiệm của anh mà. Với lại anh là người chuyên mua bán xe phân khối lớn, chẳng lẽ anh không biết ai đang sở hữu nó sao? Đúng, nếu mà nó không biết á thì cũng không đúng nữa. Tại vì cái dân chơi xe này á đâu có bao nhiêu người đâu. Nhưng mà lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy á, chiếc xe này chạy ngoài đường là do một cô gái chạy. Vì chiếc xe cô ta đi tôi biết, nên tôi cũng để ý đôi chút người đang chạy nó. Cô ta chạy vào một khách sạn nào đó. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Có gì lại đây nha. Chào anh. Tốt nhất là cô ở trong khách sạn chờ lệnh của tôi, nhớ chưa? Chào anh. Ông trời phù hộ tụi mình như vậy. Cái này người ta gọi là ở hiền gặp lành mà. Anh ba nói cũng đúng. Không ngờ ông trời cũng giúp mình, từ thất bại chuyển lại thành công. Đúng là người tính cũng bằng trời tính hả anh ba? Mày nói đúng. Tưởng là thất bại, nhưng mà hóa ra kế hoạch của mình lại thành công mỹ mãn. Ừ. Không biết ai giúp chúng ta đi? Bóng ma sao? Ta không tin là nó chịu giúp tao. Nhưng chính tờ giấy để lại bên xác thằng đó, để tới bóng ma mà. Chắc nó muốn khử mấy thằng đó để tạo số má gì đây? Không, nó không nghĩ vậy. Ông ma nó chưa bao giờ giết ai. Việc này phải có thằng chơi nó. Dạ, chuyện ai khử thằng Nhật Thiên á, tạm thời mình không cần biết đâu anh ba. Thằng Thiên bị khử á là anh em mình vui lắm rồi. Chắc cái đám tài lì á, vợ chồng David á cũng đang lo lắm đó anh ba. Đúng. Cái chuyện ai khử thằng Nhật Thiên giùm mình cũng chưa cần quan tâm lắm. Nhưng phải biết sớm để lo chuẩn bị. Biết đâu xuất hiện thêm một băng nhóm nào khác muốn tranh giành cái vali và địa bàn của tụi mình thì sao? Hôm qua lính của em á, nó nói là thằng Thiên đang có kế hoạch gì đó. Sau đó em phục kích ở nhà nó và em thấy trên tay nó có cầm cái vali. Và bên cạnh cái xác á, cũng có cái vali. Vậy là cái chết của thằng Thiên á, có liên quan tới cái vali. Mày nói chính xác. À, có lẽ cái chết của thằng Thiên có liên quan tới cái vali đó. Mà cái vali thì lại liên quan đến thằng bóng ma. Không lẽ... Em nghĩ có thể là như vậy đó anh.
thằng bóng ma đã cử thằng Thiên để bịt đầu mối. Không cần thiết. Nếu vậy thì cái vali giả bên xác thằng Thiên giải thích sao đây? Nếu là bóng ma thì nó đâu cần phải làm như vậy. Chỉ cần khử thằng Thiên là đủ rồi. À, em đoán được tại sao nó làm như vậy rồi. Ý nó muốn nói với mọi người là cái vali đó không tồn tại. Cốt ý là để những kẻ khác không còn ý định tìm kiếm vali nữa. Nếu không sẽ bị khử như thằng Thiên đó anh ba. Vậy sao? Cũng có thể lắm chứ. Vậy chúng ta phải truy tìm nhanh cái vali đó mới được. Thiên từng làm quản lý khách sạn đó mà. Dù gì cũng phải cẩn thận hơn mới được. Nè anh, sáng nay anh có đọc báo không? Anh Thiên á đã bị cái tên á bóng ma khử rồi. À, thằng đó nó ghê lắm á. Vừa rồi á nó khử ba người luôn. Mà hai người kia mày biết là ai không? Hai người kia á em không có biết. Anh Thiên á thì em gặp vài lần rồi, khi ảnh còn làm quản lý khách sạn này nè. Lâu lâu á thì cũng thấy ảnh tới. Tội ảnh ghê á. Thằng bóng ma này á trước sau gì cũng bị bắt cho coi. Nó ác quá. Ừ, phải bắt nó, trị nó. Ủa mà sao kỳ vậy mày? Tao nghe nói thằng bóng ma đâu phải người xấu đâu. Nó cũng hay giúp người nghèo lắm mà. Có gì đâu, nó làm vậy để che mắt thiên hạ chứ có tốt lành gì. Thì đó, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh Thiên chết á thì tội nghiệp ảnh thiệt. Mấy lần á anh rủ tao đi nhậu mà cũng chưa có dịp nữa. Mà ở đây á, người thân nhất của anh Thiên là thằng Quốc Minh. Ủa, có phải vậy không? Tao thấy á, lâu lâu nó cũng đi với anh Thiên đó. Mà em cũng thấy nó hay đi với anh Thiên lắm. Mà ở đây á, có một người nữa cũng hay gặp anh Thiên. Nghe đâu ở bên Mỹ mới qua. À, tao biết rồi. Là một cô gái chứ gì? Ừ, đúng rồi đó, cô gái đó đó. Ủa mà sao anh biết hay vậy? Tao không thấy ảnh. Chào hai anh. Tôi đang tìm một chiếc xe, nhưng mà tìm hoài cũng không thấy nữa. Hai anh có thể tìm giúp giùm em được không? Xe anh á, đậu ở chỗ nào á thì nằm ở chỗ đó. Ở đây không ai dắt đi lung tung đâu. Thôi được rồi, để tôi giúp anh. Xe anh hiệu gì? Bảng số bao nhiêu? À không, tôi không phải tìm xe của tôi. Tôi tìm xe của một người bạn. Cô ta đi chiếc mô tô, biển số là 59A3 00149. À, xe của cô gái đó hả? À. Mà anh tìm xe cô ta làm gì? Hay anh là... À không không. Thật ra là tôi dân mua bán xe. Vậy hả? Nghe nói là có chiếc xe phân khối lớn rất đẹp. Cô gái lại có ý định muốn bán, cho nên là tôi muốn tìm hiểu xem sao được thì tôi mua. Anh chờ cô ta về đi, cô ta mới ra ngoài. À, nếu anh muốn mua xe thì anh cứ để số điện thoại lại, khi nào cô ta về tôi sẽ gọi cho anh. À, nhưng mà nhớ có chút đỉnh tiền cà phê cà pháo nha. Tất nhiên rồi, nếu mà hai anh giới thiệu cho tôi á, tôi mà mua được á tôi sẽ gửi tiền cà phê cho hai anh.
À, hồi nãy tôi có nghe hai anh kể về anh Thiên phải không? Tôi cũng quen người đó đó. Không biết thằng nào mà ác, khử ba người cùng lúc, tụi này lộng hành thiệt. Thôi, có gì anh về đi. Khi nào cô ta về tôi sẽ gọi điện cho anh. Nhưng mà anh nhớ ghi lại số điện thoại của anh nha. Rồi, số của em nè. Chào anh. Cảm ơn nha. Không có gì. Cô tới lâu chưa? Cũng mới tới. Xin lỗi, tôi không đến nhà anh được vì... Tôi hiểu. Cô làm vậy cũng đúng. Cô có đoán ra ai gây ra vụ này không? Tôi cũng không đoán ra được. Nếu có thể thì tôi đoán là những người mà tôi biết có mối quan hệ với Nhật Thiên. Mà thật ra chỉ có một người thôi. Tài Lì. Tài Lì. Mối quan hệ của Nhật Thiên ở Việt Nam thì ít có ai biết, kể cả ông chủ của cô ở bên Mỹ. Có lẽ vậy. Nếu biết, ông ta đã khử Nhật Thiên lâu rồi. À, hồi nãy anh có nói tới chi tiết chiếc vali. Tôi chợt suy nghĩ ra nó nên mới suy luận như vậy thôi. Thực sự tôi nghĩ ngoài Tài Lì ra thì chỉ có anh mới có lý do để khử Nhật Thiên thôi. Cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao? Không có gì là không thể. Cũng đúng thôi. Bởi vì đối với cô, tôi là con mồi của cô mà. Có ai lại suy nghĩ tốt cho kẻ thù của mình đâu, đúng không? Nếu như cô không tin, tôi có nói nữa thì cũng chẳng tác dụng gì đâu. Tôi muốn nói cho cô biết điều này. Tôi không phải là sát thủ máu lạnh. Và tôi không đời nào giết người. Bởi vì tôi trân trọng sinh mạng, cho dù bất kể người đó là ai. Tin hay không tùy cô. Chào cô. Khoan đã. Nếu không tin anh thì tôi đã không đến đây. Những điều tôi nói chỉ là nghi vấn mà thôi. Cảm ơn cô. Giờ là lúc chúng ta phải hợp lực để tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau vụ này. Nhưng mà loại đạn giờ ở Việt Nam, tình hình tổ chức của chúng ta đang bất ổn. Tốt nhất là cô ở trong khách sạn, tuyệt đối không ra ngoài. Có gì á, tôi sẽ cho người truy tìm tung tích của tên bóng ma rồi báo cho cô biết. Không lẽ lại là cô ta? Cô ta là ai? Mina. Mina. Ừ. Cô ta là sát thủ số 1 của ông chủ bên Mỹ. Đúng ra thì nhiệm vụ khử anh và lấy lại chiếc vali là của cô ta. Nhưng vì cô ta đã nhận nhiệm vụ khác cho nên ông chủ mới giao lại cho tôi. Cô ta
là một tay súng thiện nghệ, một kẻ có võ nghệ cao cường, và cũng là một sát thủ đầy máu lạnh. Không lẽ ông chủ cô kêu cô ta qua đây để khử Nhật Thiên? Có thể vậy. Có lẽ ông chủ đã phát hiện ra Nhật Thiên đã phản bội nên sai người khử hắn. Mà nếu như khử Nhật Thiên thì tôi cũng sẽ... Ellie, chúng ta hành động ngay đi. Nhưng Mina biết loại xe của tôi. Nếu bây giờ tôi chạy xe ra đường, chúng ta sẽ đi gửi xe của cô và đi xe của tôi. À, anh ơi. Dạ. Cho tôi hỏi cái cô gái ở phòng 102 á, cô đi đâu rồi mà sao tôi gõ cửa phòng hồi nãy giờ không thấy ai mở cửa? À, cô đi ra ngoài từ sáng đến giờ rồi. Mà có gì không anh? À, cũng không có gì. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. À, anh cho tôi hỏi chừng nào cô mới về phòng? Tôi cũng không biết nữa. Chuyện này thì tụi tôi không có để ý nên cũng không biết rõ lắm. Hay là anh xuống phòng khách ngồi đợi cổ đi. Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cổ. Thôi được rồi. Tôi sẽ quay lại sau. Cảm ơn anh. Dạ, không có gì đâu. Mà nè, nếu cần anh cứ để lại lời nhắn, tôi chuyển giùm cho. Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng, không dám làm phiền anh đâu. Cảm ơn anh. Anh ơi, tôi muốn gây bất ngờ cho cổ, mong anh hãy giữ bí mật cho tôi nghe. Tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi. Dạ, cảm ơn anh. Theo như cô nói, Mina là sát thủ chuyên nghiệp của ông trùm bên Mỹ. Ngay kể cả cô và Nhật Thiên cũng không sánh bằng. Không, cô ta là sát thủ đầu tiên gia nhập vào tổ chức, đã giúp cho ông chủ rất nhiều và rất lâu rồi. Nếu kẻ nào mà rơi vào tầm ngắm của cô ta thì khó mà thoát được. Có lẽ cô ta đã xong nhiệm vụ ở bên Mỹ và đã được ông chủ giao cho nhiệm vụ này. Nếu như vậy thì tôi đã bị ra rìa, và có thể là tôi vẫn nằm trong số những mục tiêu mà cô ta phải trừ khử. Chắc là Nhật Thiên đã tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và cô. Cô có nghĩ như vậy không? Chắc chắn là thằng bóng ma đã gây ra. Nó đã khử Nhật Thiên, còn để lại cho anh tánh nữa. Tạm thời cô không nên ra ngoài. Có thể cô là mục tiêu tiếp theo của nó. Tốt nhất là cô ở trong khách sạn chờ lệnh của tôi, nhớ chưa? Cô có nghĩ như vậy không? Ellie, anh gọi tôi. Cô có nghĩ như vậy không? Anh nói gì? Cô đang nghĩ chuyện gì mà căng thẳng vậy? Không có gì. À, hồi sáng tôi đã gặp tên cảnh sát hay truy lùng anh ở khách sạn đó. Hắn ta làm gì ở đó? Tôi cũng không rõ. Có lẽ là tới tìm hiểu về Nhật Thiên, vì Nhật Thiên đã từng làm quản lý ở khách sạn đó. Hắn có biết cô ở đó không? Cũng không rõ, nhưng chắc là không. Ông lầm rồi. Tôi chỉ là bạn rất thân của con gái ông thôi. Con gái của ông đã chết từ lâu rồi. Ủa? Hả? Sao hôm nay ông về sớm vậy? Không có khách hả ông? Thời buổi giật giá leo thang mà. Đi đâu gần gần, người ta đâu có kêu xe ôm. Cũng đỡ được một ít tiền. Cũng đúng thôi. Chi phí cái gì cũng tăng, tiết kiệm được cái gì thì người ta tiết kiệm. Dạo này tôi thấy ông có vẻ trầm tư ra. Có chuyện gì hả ông? Nè,
Bà có nhớ cô gái hôm trước ghé thăm nhà mình không? Bà thấy cô có gì đặc biệt không? Tôi không để ý lắm. Mà sao ông hỏi như vậy? Hồi tôi chia tay bà Minh, lúc đó bà mới sinh một đứa con gái, mà thằng hai hay gọi là bé ba bé ba. Thiệt, sinh nó ra mà tôi không chăm sóc nó dù chỉ một ngày, chắc là nó hận tôi lắm. Thôi, ông đừng có buồn nữa. Quá khứ của chúng ta đúng là sai, nhưng bây giờ tôi với ông đang hết sức trả nợ những sai lầm đó mà. Rồi đây ông trời sẽ thương tình tha thứ cho mình mà. Nhưng biết tới khi nào hả bà? Ngay cả thằng hai nó cũng không thèm nhìn mặt tôi. Nỗi đau mà nó chịu quá lớn nên nó chưa bỏ qua được. Từ từ rồi nó sẽ hiểu cho vợ chồng mình và tha thứ cho mình mà. Ông đừng có buồn nữa. Không buồn sao được. À, lúc này bà thấy sức khỏe của bà sao? Có đỡ hơn không? Cũng tốt hơn nhiều rồi ông à. Giờ chiều chiều tôi cũng ít ho hơn. Nhờ có số tiền mà cô gái cho vợ chồng mình mà tôi mới được như vậy. Cô ta đúng là một cô gái tốt ha ông ha. Tôi ước gì... Bà ước gì? Thì tôi ước có một đứa con như vậy, để sau này vợ chồng mình còn nương tựa nữa chứ. Tôi có linh cảm nó là con ruột của tôi. Mà để xác nhận chuyện này chắc phải nhờ tới thằng hai. Em Ly, cô sắp xếp đồ nhanh đi, không thôi là không kịp đâu đó. Cô sao vậy? Nếu đúng là Mina, tôi cần phải đối mặt với cô ta. Tôi muốn biết tại sao ông chủ lại làm như vậy đối với tôi. Tôi đã làm việc hết mình cho ông ta. Tôi cần phải đợi Mina đến để hỏi cho ra mọi chuyện. Có thể ông ta đã biết được mối quan hệ của chúng ta và nghĩ rằng cô đã phản bội, cho nên mới cho người khử cô nhà Nhật Thiên. Ellie, cô hãy thu xếp đồ đạc đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Anh đi đi, tôi cần phải ở lại để đối mặt với cô ta. Ellie à, liệu cô ta có cho cô cơ hội giải thích không? Cô cũng từng là sát thủ. Một khi lệnh đã ban ra là chỉ có thi hành thôi. Nhanh lên Ellie, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Nhanh lên Ellie.
Sao vậy? Giữ giùm tôi. Vĩnh biệt người đời. May là cô ta không phát hiện, nếu không là gặp chuyện không hay rồi. Công việc sao rồi? Dạ cũng tốt anh. Mấy mối cũ họ vẫn hay đặt hàng bên mình. Ừ, chú cố gắng giao hàng cho đúng hẹn. Dạo này có một số băng nhóm muốn vô tranh giành mối với chúng ta đó. Anh cứ yên tâm, hàng của mình là hàng chất lượng. Bỏ cho các vũ trường và dân khen, họ đều khen là hàng tốt. Tụi nó chơi không lại mình đâu. Ừ, nhưng cũng nên chú ý giữ mối. Hàng của tụi kia tuy là không ngon bằng, nhưng có thể tụi nó chơi phá giá, khi đó cũng căng lắm. Nếu thấy đứa nào muốn lấn sân thì xử liền. Dạ, em biết rồi. Thằng nào mà lén phén, em xử liền. Ừ, có chú mày, anh an tâm. Bữa giờ có nhiều chuyện. Hết thằng Hải Sơn tới thằng Nhật Thiên bị xử, tao thấy bất an lắm. Anh đừng có lo. Thằng nào mà dám đụng tới anh phải bước qua xác của em. Chú hay lắm. Anh thích chú mày ở điểm này.
Cô vô nhà đi. Đừng đóng lại. Đây là căn nhà bí mật của tôi. Xung quanh không có ai đâu. Nếu xung quanh đây không có ai thì không nên đóng cửa lại. Không nên gây sự chú ý cho người khác. Đúng là một sát thủ. Cô ngồi nghỉ đi. Để tôi đi lấy nước. À, mới nhắc chú thì chú đã về. Sao rồi, khỏe chưa? Dạ, cũng đỡ rồi anh. Em nghe anh em nói là anh muốn gặp em, cho nên em từ bệnh viện về đây luôn. Anh có một chút chuyện muốn bàn với chú. Chú ngồi đi. Dạ. Chú uống gì? Cà phê nha. Dạ. Chị Tư. Dạ. Cho Hải Sơn ly cà phê. Dạ. Anh biết là chú đang điều trị vết thương, nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh mới kêu chú về gấp. Có gì anh sẽ thuê một y tá về đây để lo cho chú. Chú cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây. Ờ, anh Tài, em nghĩ là anh không cần khách sáo gì đâu anh. Vết thương em cũng đã đỡ rồi, thuê y tá làm chi cho nó tốn kém. Không được, sức khỏe là quan trọng. Thuê một y tá chẳng mất bao nhiêu tiền cả. Mời cô. Có vẻ như cô vẫn còn tức giận ông David lắm. Tuy tôi chưa trải qua cảm giác giống như cô, nhưng tôi hiểu tâm trạng của cô trong lúc này. Từ bây giờ cô có thể ở lại đây. Vậy là kể từ bây giờ anh sẽ trở thành con mồi của cô ta rồi. Anh nên cẩn thận. Tôi lúc nào cũng cẩn thận. Cảm ơn cô. Để trả ơn anh, tôi nghĩ là hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe về Mina. Anh nên biết để mà đề phòng cô ta. Cô ta là một sát thủ rất được ông chủ tín nhiệm. Và cô ta chưa bao giờ thất bại khi được giao bất kỳ một nhiệm vụ nào hết. Xem ra tôi đã liên lụy tới anh. Cô ta là một sát thủ, giết người chưa bao giờ ghê tai. Cô đã tham gia vụ nào chưa? Chưa. Anh là vụ đầu tiên của tôi. Vậy thì tôi thấy hơi làm lạ. Cô chưa từng tham gia vụ nào mà David lại giao vụ này cho cô. Có vẻ như lão ta tin tưởng cô lắm. Lúc mới nhận nhiệm vụ này, thật sự tôi cũng rất bất ngờ. Tôi không ngờ David lại tin tưởng tôi đến mức như vậy. Về khả năng tôi cũng đã được kiểm nghiệm. Ngoài ra, ông ta biết tôi có một động lực rất lớn để làm việc này. Đó là tôi rất hận đàn ông. Thôi, bây giờ chúng ta vô chuyện chính. Dạ. Chắc là chú có nghe chuyện của thằng Nhật Thiên. Dạ, em có nghe anh em kể lại. Thằng Thiên đã bị bóng ma xử rồi. Mà thằng Thiên với băng của chúng ta như thế nào thì chú cũng rõ rồi. Anh sợ thằng bóng ma sẽ tiếp tục cử chúng ta. Nên
nên anh mới kêu chú về gấp. Tạm thời bây giờ chú và Huy Hoàng và các anh em ở nhà anh, chúng ta tập trung xử thằng bóng ma. Anh Tài, em nghĩ là có cần thiết như vậy không anh? Biết đâu có kẻ nào đó gây ra chuyện này rồi đổ tội cho nó thì sao anh? Đổ tội cái gì chứ?